Cá nhìn thôi thôi. Gì nữa đây nữa ha. Trời ơi đây nữa ha. Ba con luôn. Trời ơi. Dữ dằn luôn. Wow. Là khúc này không nè cả nhà ơi. Quá trời lưới, quá trời cá. Còn đây nữa. Trời ơi đây nữa. Trời ơi đủ quá. Trời ơi. Đúng ổ rồi. Trời ơi. Trời ơi đây nè. Rớt cá dữ lắm cả nhà ơi. Đây nè. Ô đây luôn ơi. Quá trời luôn. Nãy giờ nó ghẻ ở đây nè. Thôi gỡ đi rồi. Bốn con luôn. Quá trời. Nguyên một đùm luôn cả nhà ơi. Quá đã cả nhà ơi. Tới chỉ luôn. Rồi ok, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hiện tại thì được đang có mặt tại cái ruộng sen của ông anh. Đó. Đây có anh Lý đây. Hello Lý ơi. Hello. Đi có mấy ông anh đi làm chung nữa cả nhà. Nếu mà anh đang thả lưới. Không biết hôm nay ở đây thả có cá gì không đây. Ôi cái này cắm câu là hơi bị lý tưởng luôn á Phúc. Đây là bạn Phúc này cả nhà, làm chung với được. Giờ bạn Phúc cái thả lưới ở đâu đây? Đây anh Đẹp đang thả lưới nha cả nhà. Dung quen. Con đây. Con đây Hữu Phước đây. Hello. Mình mới phát hiện ra cái lỗ cống ở đây nha cả nhà. Mình xuống đây quay thử. Rồi. Có hàng cả nhà. Nãy giờ cuối cùng giết được con. Đây cả nhà, tôi đầu tiên nha. Kìa. Hồi nãy giờ biết lâu giết được con. Rồi tôi dính con tôm nữa nè anh em ơi. Mấy tôm này sao nó ở trong vạch người ta. Đây cả nhà. Đụng mới dính tôm đó nha. Rồi mình giờ mò tôm hết không có rồi, bây giờ mình quay ra đây mình thăm lưới nha cả nhà. Coi mấy anh thăm tới đâu rồi. Đó, mấy ông đang thăm đây nè. Cuốn luôn hả chứ không thăm thôi hả? À. Rồi mấy tay kia đâu bỏ đâu hết rồi. Con em chưa thăm hả? Chín cái gì vậy? Đủ. Mấy cái trắng này chiên giòn hết ngon hết sảy luôn á. Cái này mày dinh gì mà? Mày dinh cá đối. Cái con biển. Cá đối nữa hả? Ủa sao đây có cá đối vậy trời? Ủa sao đây có cá đối vậy trời? Kỳ vậy? Đó dính nè. Con biển đó nè. Thứ này dính rồi khỏi nói nè. Thứ miền Tây à, Hậu Giang á. Lưới với mình dính nhiều. Hai cá biển nữa nè. Tôm mình nè ông ơi. Tôm là tôm xuống vậy. Tôm thẻ. Thẻ quá. Ừ. Sao đây có tôm này trời. Có. Thả hả? Có thả nuôi không? Không. Không thả nuôi hả? Ôi sao dữ vậy ta? Nước ép mà trời. Cứ ngọt mà. Ngọt sao có tôm này trời. Kìa. Ồ quá trời cả nhà, cái mình dinh. Ông đây. Bánh con mạnh như con gì. Đây đúng không hả? Vậy? Có không? Nhắc kia hết. Đúng đâu ngậu. Mình chỗ đó. Qua đây kìa. Ê. Trời con này con hến hay con sò cả nhà. Nè. Ôi trời. Bự hơn vô cái mình nữa. Con này con sò hay gì ông nội ơi. Sò chứ con hến gì dữ vậy. À trời. Có thằng gì? Đây. Thối thằng cả nhà ơi. Ôi. Trời. Con hến hay con gì trời? Con này đột biến rồi. Này nó ở đây nó lai like con gì? Nghêu. Nghêu ông nội ơi. Nước này nó có cá có tôm nè. Tôm thẻ nữa. Ồ nè. Con nào nấy nè.
Ôi trời, thấy luôn nè. Có thằng luôn nội ơi. Này cả nhà, niêu nè. Này cả nhà, niêu nè. Nào nó bò lớn lớn không? Ừ. Ôi là trời. Này khó dữ quá. Trời con niêu. Con niêu. Con này con niêu nè cả nhà ơi. Con nè. Ôi là trời. Này là nó lai con niêu rồi. Con hến mà nó lai con niêu rồi, con hến người ta bình thường nó ba lớn à. Đúng không? Con này khối thằng luôn rồi. Quá trời luôn. Này là con niêu chứ hết vậy. Đó, nãy giờ mấy anh văng dính nè, có ký cá nè cả nhà. Mấy con nhìn tính thối thằng thôi chứ. Đây mung. Mung. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Lưới à. Rồi ba nghe lưới luôn rồi. Đâu, cá gì bự đâu. Thôi. Thôi. Mùi dinh. Mùi dinh nữa đâu, cá chê cái gì chứ. Ba mùi dinh bự. Con này chắc ba bốn con này là phải chạy quá trời xích đó đi rồi. Ủa đây theo nội ơi, hai con luôn. Trời ơi là trời. Ủa đâu con rồi, vụ con rồi, hai con luôn mà đây nè, để cái đám cỏ này nhảy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mùi dinh, ê, khủng luôn. Quá, quá cả nhà. Rồi hôm nay mình mò tôm không có thì có cá mùi dinh nè cả nhà. Xích lại cho bự. Cá dinh hết thôi. Gì nữa, đây nữa ha. Trời ơi, đây nữa ha, ba con luôn, trời ơi. Dữ dằn luôn. Wow, là khúc này không nè cả nhà ơi. Quá trời lưới, quá trời cá này. Trời ơi, 4 con luôn cả nhà. Còn đây nữa, trời ơi ông nội ơi, thấy không rõ, đồ mà văng ở ngoài không có một con nữa không? Tôi văng lỏ mà, ông văng chuyên nghiệp. Ừ, anh gỡ đi xong rồi mình lấy. Rồi cả nhà. Ôi trời. Một chùm luôn. Đến đây mười mấy con luôn. Có thắt lát không? Có thắt lát nè, đồng luôn á. Trời, thối thằng luôn thằng ơi. Dữ dằn luôn rồi. Ôi trời mày dinh trời. Mày dinh. Thối thằng mày dinh luôn. Cái dính nhiều quá biết gì à. Xé mặt lưới là ra. Qua đây gỡ cá tiếp nè mày mau. Quá trời lính này đụ nội đây nè. Liệu mấy bậy. Nó không văng bánh. Ta lưới bậy phân kia dính chắc cá thằng khủng nữa. Quá cho trong đây là còn cá nữa đó. Ủa cái ta còn ta lưới nào chảnh không? Không. Trời lưới bên kia đó. Thế là chinh trời mình á. Em tới ba tay luôn mà. Dạ. Yeah. Mẹ em văng tay bên đây tay dưới dắt sớm mà văng bên kia tay chưa là, đó. Là mấy anh không đem lưới hả? Có đầu lưới để đem mấy cái tay lưới cá tàu mà. À, là mấy anh không có tay lưới bự phải không? Ừ. Tính đâu lưới này của mấy anh chứ. Hơn là hôm em kêu ông kia để đưa cho em lưới ba màng á. Hôm bữa nay mình ăn cái nhỏ không rồi. Ủa gì vậy? Tính đâu cái gì tới nữa chứ. Quá trời cá cả nhà ơi. Cái này chỗ này mà cắm câu thì thôi luôn á, đừng nói tới luôn. Chỗ này đúng không? Cá lóc dính đầy cũng sợ luôn. Ừ. Ê bây giờ nè, cứ hẹn ổng đi chủ nhật thứ bảy này mà ổng không ấy đúng không? Ở thứ bảy mình ra đi mình cắm. Cắm mình nói là mình cắm cá xong rồi về có gì cho ổng cá ăn. Nói cắm 50 con câu à. Nói gì đó. Gần có tới đây mà anh. Gần tới mấy chỗ nữa đó. Một đống đi con mèm ơi. Không biết mấy con nữa mà một chùm. Cá bự bự không à? 10 con rồi đó. Dạ, còn đây nha nè. Có 3 con nữa kìa. Đây 3 con nè. Cá lát cũng có nữa. Cá lát 3 con rồi đó. Ê, ốc nổi vậy. Ốc nổi luôn rồi, thối thằng luôn rồi. Vô đây tới chỉ đi chứ. Tới chỉ thật chứ. Nó có đống gà với cái đám bông súng này với đám cỏ. Hồi nãy nó ghẻ cỏ đây nè. Hỏi biết sao không đó. Hồi nãy tao chọi đám này nó mới đi ra đó mày. À ừ, ông nói không đúng. Thối thằng luôn cục rồi. Quá kêu bự rồi. Cái góc này xong mười mấy con nè.
cái gì nè. Thôi thằng ơi, đúng đúng lưới mà màng bữa nay trúng rồi. Hôm qua mà phải nghe lúc mình bàn đem ra lưới quế không là không vũ mấy mạng. Lưới ba mạng mà nhỏ 5 phân á. 5 phân hả? 150 mét. À. Rồi lại dính thì chết. Trời rồi. Đây cả nhà ơi. Cái khúc này không mà thấy không lạnh luôn rồi. Khỏi thằng luôn rồi cả nhà ơi. Được mấy con? Con nào con nấy hả? Bốn con tay không nè. Trời ơi. Quá đã. Muốn chà. Ôi. Không phải thẳng quá. Nè, chín. Ôi, sắc lát nè. Chín sắc lát nữa nè. Đây coi chừng rớt nè, đưa đưa thùng quế, đưa thùng quế. Dở 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 lên. Cái đâm bằng chết kìa. Cái đâm hả? Cái đâm hay cây đâm? Cây. Ôi, cái gì nặng dữ ông nội ơi. Thôi thằng dưới này nè. Ồ dính cái cây. Dính cái cây. Phải không? Con nặng. Ồ thắt lát nè. Ôi. Gì tìm lúng chứ hả? Ồ thắt lát luôn. Ồ ba con thắt lát luôn hèn chi. Qua con. Qua con luôn. Ôi trời. Nó giảm nữa. Đây hai xuống gỡ tiếp. Ôi ôi. Thắt lát rồi. Thắt lát rồi. Thắt lát này về làm người ta chiên xả hả? Nè dính vô cái cây á. Ôi trời. Ôi thằng luôn cả nhà ơi. Kìa dính cá lục kiến rồi kìa. Phải không? Hả? Cuốn cuốn giờ đi chút xíu vòng vòng nói gì đó. Chút que văng lại nữa. Ừ. Cuốn xong đi. Để cái gì bự vậy? Cá xấu, cá xấu, cá xấu. Ông nội ơi, nó xấu hơn con cá nữa ông nội. Thôi con này về thăm xã ngon hả? Còn gì bằng? Dính những chục con bỏ tới lưới luôn nội. Ồ, cá xấu, xấu hơn con cá nữa. Cái mỏ nhỏ hơn mỏ hút nữa ông nội. Ngớt nè cả nhà. Ọt 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 ọt. Quá dữ. Đỡ coi đỡ coi. Từ bữa nay ta làm nên sự nghiệp ha. Tính là xong luôn rồi chứ. Đường đổ đường dài không đốt một con. Đổ quá nãy rồi cá lóc khúc nào. Quận đầu chưa? Khúc nó đằng cái bụi dừa, nó bụi dừa nước. Nãy có văn quận nào chưa? Chốc nhỏ nó văn ở ngoài vậy. Còn có con cá nữa. Giữ 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 nữa mày. Nó gói đem một cục ra. Cậy đi. Dạ không dính cá rồi. Ôi ôi ôi. Con này con này. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con này. Trời ơi trời. Ủa này chắc 2 kg thắt lát rồi đó. Thắt lát thôi trời. Ủa nó dính nụ nụ. Ủa sao tới đây hết hả? Hết lưới. Hết lưới không ạ? Lưới rượu mà có con nhiều đó. Ôi trời cả nhà ơi. Thắt lát không à? Bỏ cây văng lại, cái băng văng từ chỗ đó nó vòng đây, nó cứ vòng lại đây, đi thẳng tới đây nè. Văng văng đi rồi, đi cuốn cái... Ôi cái này, cái này, cái tay 7 phân hay gì nè. Văng thẳng cái đường này nè. Cây không hả? Đường này là cây đường không? Để lại câu đây, cây không hả? Đi lại ta lướt kia rồi. Đi thôi, cầm mấy cây. Từ đỡ dứt. Sao được? Mà đi sao nổi được. Chứ đi đường nào? Đó. Rồi, nó thì đi. Chứ xíu đó, có trống đó. Tay này tay 7 phân cả nhà ơi, chứ không phải tay tay 5 phân nha. Tay này 7 phân, tay kia chắc. Để gỡ xong rồi cho anh Điệp văng văng cái không bên kia mình bên kia cuốn. Đi đường này thôi. Thì tự đó cầm nó quay. Thôi bây giờ mình qua đây mình cuốn tiếp tục tay lưới nha cả nhà. Mình cuốn tay lưới nhỏ chứ tự quế chứ. Cái vui lầm ở đâu? Quá trời. Cái sạc nhiều quá. Cái thằng này giờ chiên 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 cụ lết thấy rồi. Ừ. Con này chìm như vậy. Dính nó xịu à. Dính cái gì nè, chùm 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 gì nè. Trời ơi. Đúng tới chỉ luôn. Có làm gì đó nữa. Dân có mang thôi chứ. Quá trời luôn. Quá trời luôn Phúc ơi. Chùm chùm luôn. Cái bộ môn luôn. Từ săn bắt hay lượm xong rồi nhổ rau luôn cả nhà ơi. Con súng nha, con súng là lạ. Này cá nấu canh chua con súng nữa hết bài luôn ha anh Đẹp. Chia ra. Quắn lại. Mới thăm mới 2 tay nha. Được lắm rồi, có chục ký rồi. Con súng nào để cho mà ảnh xách vô trước. Còn bây giờ mình sẽ cuốn cái tay đây ở đây nè. Đây còn tay nữa, mình cuốn tay nữa mình vô chổng nha.
Giờ xin mời cô chú anh chị mình theo chân mấy anh em mình xuống đây chở tơ lưới lớn này. Nó chưa chân dính nè. Ủa thằng ơi, dính cái lớn cả nhà ơi. Đó ơi. Đang làm đặt. Đủ. Gì vậy? Ôi, thất lát. Ở đây có con cá bự luôn hay gì? Đủ hả? Nữa hả? Con gì đây? Nữa hả? Mày dánh. Chạy chứ mắm ghê sảy trời. Thôi mày dánh vào má luôn. Dính gì mới dính nè. Nó chui vô rồi nó kẹt rồi luôn nè. Vô bánh. Ê, Phúc ơi, đưa đây, Phúc ơi, đưa đây. Ôi trời, mày dánh cho má luôn cả nhà. Nè, thằng lát. Trước giờ mới thấy thằng lát đâu. Cầm quay cho chú đi. Ôi, con lấy rồi, lát rồi. Rồi. Thấy hả? Ừ, đã chảy rồi chứ. Chạy xong. Ô, đây là sắp lát. Wow, thắt lát cả nhà. Đây nữa nè. Ba con. Góc nữa, góc này nãy nữa. Vô phơm. Ó, vậy kìa. Ngay góc nãy nữa. Đây thắt lát ngay góc này ở dưới ta. Sáng tưởng ai dằn câu đây. Phải không? Ừ. Ôi trời ơi, mày dảnh. Có thằng à. Trời ơi, hai con. Hai con luôn nè. Chứ hai một con nữa. Thằng con nè. Quá trời đã cả nhà ơi. Ê, mạnh dữ vậy. Con này giờ về mình chiên đó không? Chiên chùa. Thương dữ lắm luôn hả? Ừ. Chửi trời luôn rồi. Giờ nó ruộng nè. Nó ruộng gì là mới dính nè. Còn có cái con cá phi nãy nó không ruộng được. Ừ. Thôi thằng. Thối thằng cả nhà ơi. Cái mày dảnh. Hả? Nè, chạy mất tiêu rồi. Trời, còn có 1 phút nó bự dữ nè ông ơi. Đây gỡ phút đi. Gỡ ngược á. Kiếm đường gỡ ngược á. Từ tôi. Mắt lắm. Tại. Mấy cái đồng mà... Chính nó hay gì kìa. Đây, quay đây. Đẳng. Từ hút rồi. Đây, gỡ con này đi xong rồi qua quay cái. Mình đi thăm thôi. Cá dính bự mới thấy ham. Chín cái lóc lại nãy trời. Đây. Kè nó hết kìa, nó cắt hết. Mình lúc bắt đầu mình đi mình biết trên này có gì đâu. Cái này mình mới đi đầu tiên phải không? Cái văn độn qua đường rồi qua rồi. Mới mốt ai cầm cái nhỏ đi nữa. Ai cầm được không? Mà. Thôi à, đồ ngựa cái đó là phòng hà, không có cá bự là đâu. Cá bự thôi. Không. Đủ. Nữa. Đâu ra ngoài này vô phút. Ngoài này hự ngoài này. À gỡ đi coi. Tôi đi thăm cá rồi. Ôi dính con vậy nè, góc này nè Phúc ơi. Gạch dưới kìa. Đâu cũng cột cẳng vậy. Mà dính quá trời. Hết luôn hay vậy? Cái này hết hay vậy trời? Đâu khó tại tôi cột cho nó sát. Ốp mé. Tay 7 phần hơi bị ngon nha. Ngon. Tại vì nó này nó đụng vô nó đụng quéo lên hết luôn. Anh em ơi. Chưa nghe kỹ anh em ơi. Rồi xong luôn anh em ơi. Trắng dần rồi. Hết rồi. Đủ ăn. Có con dính con nữa. Hai đứa con. Con này. Đây. Còn hai ba con cuối cùng nữa. Quay cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn. Đây. Đang con hả không? Gọi hút mày. Hai con, ba con luôn. Phải không? Ba con luôn. Đâu. Bốn con luôn. Quá trời. Nguyên một đùm luôn cả nhà ơi. Con cái gì nữa kìa, cá chép nữa kìa. Phải không? Quá trời luôn cả nhà ơi. Quá đã cả nhà ơi. Tới chỉ luôn. Quá gì, quá bíp. Bị ấp đầu rồi, hết chạy rồi. Ấp đầu hết chạy. Chừa được sao đi. Văn giết động hết cá. Cái này. Cái đó anh mỗi lần mình xuống mình văn. Con này con gì ngộ chạy. Nè. Sao? Cái gì? Cái gì nội vậy? Giống cá la hán vậy? Không có la hán, có đầu chừa, có đầu bự lắm.
con cá này ngồi ha. Nó có gâu nữa kìa con mềm. Ừ. Có gâu nè, hai con gâu hai bên luôn. Cá được biến hay gì? Nè cả nhà mình thấy cá này cá gì nói cho được biết nha chứ được cũng không biết cá này cả nhà. Ốp né nè, mình lùa. Lội đánh lội lại nè. Mưa tới luôn. Mưa nữa hả? Bữa nay trời mát là cá đi phải. Trời nắng nè, lội nãy giờ về lâu lắm rồi. Đúng không? Thôi, để dành đi ông ơi. Đủ ăn rồi. Để dành đi ông ơi. Gần chục ký rồi. Rồi lại gì hút? Giấu đâu hút? Giấu luôn, lội qua đây. Hút, hút cái giấu luôn cả nhà. Trời ơi, dính cái gì không nè bà con. Ối thằng luôn. Lại đi. Nè. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Bàn tay bàn tay. Đi, rút quân. Trời đẳng luôn quá. Trời vô luôn. Trời đẳng kiềm lên. Nó không chơi ông quân tôi ra sao. Ta đi gì rồi sao chán được. Quá quá biết. Bữa nay là đi văn lưới quá biết luôn cả nhà. Gặp cái đồng nãy ham luôn. Mày muốn nhận nó con. Thôi con hến. Hến này nằm một bao nè. Hến nè cả nhà. Màu nó cành cành không? Anh coi cái này nè, anh một bao nè. Chơi chặt tới vừa thôi. Ừ. Đó cá nè cả nhà, quá trời cá luôn. Cái video của được tới đây cũng kết thúc luôn cả nhà. Bye bye tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo nha. Chứ hôm nay là gì quá quá ok rồi. Có đầy đủ luôn. Một bao ốc nè. Nè cả nhà. Xài nè. Nghêu nè. Có hến. Rồi bông súng nữa. Ở đây. Đúng đây. Nay ra đây quá trời luôn. Bao này giữ vậy đó hả? Ở là trời cơ thành heo hút. Giữ vậy đó hả? Mạnh với trời mới vậy. Rồi rồi. Hút ra lấy cái bọc hút qua. Đó, quá trời luôn cả nhà ơi. Thôi chia anh em cho nhà nó đi. Thôi như rồi, như rồi. Không hai hai chạm ơn chồng em như rồi. Rồi bye bye tạm biệt cả nhà nha. Anh em mình đâu rồi, bye bye nha. Qua bữa sau mình ra đây mình coi chinh chiến nữa nha cả nhà. Có thì được sẽ qua cho cô chú anh chị mình cùng xem nữa nha. Quá trời cá hôm nay, quá trời cá luôn.